đây, đây là những cái gì mà cần thiết nhất cho tất cả mọi người nha. Ai ai cũng có thể là dùng được hết. Cái này là cái cáp từ nha cả nhà, cáp từ mới nhất luôn, hàng xịn sò luôn. Có ba đầu sẵn luôn mọi người thấy không ạ? Miro nè, TPC nè, iPhone ra đầy đủ hết. Ở bên ngoài này là các cáp led luôn nha cả nhà. Cáp led bình thường mọi người đã tìm rất là nhiều. Nay cáp led từ nữa thì ok, quá ok luôn cả nhà ơi, hàng full hộp. Đó, bây giờ mình sẽ đóng đi cho khách nè. Đây là nguyên một cái thùng cáp led nè. Cái này là cốc nè. Đây một cái cốc đây. Đây một cái cốc nè. Đó, cái cốc cái này là cái cốc ba đầu. Đó, cốc sạc ba đầu chuẩn luôn, cực đẹp luôn. Wow, còn cái đây là cái giá đỡ L7 nè. L7 ai cũng hỏi hết. Còn cái này là cái tai nghe Bluetooth. Tai nghe Bluetooth Music nha. Loại này là dùng cho tất cả các máy luôn. Cái giá đỡ này cũng dùng được cho tất cả các máy luôn. Cái cáp này cũng dùng được cho tất cả các máy luôn. Và cái cốc này cũng dùng được cho tất cả các máy luôn. Đó, ngày hôm nay là đóng là mọi người chỉ có việc là bán thôi chứ không cần suy nghĩ gì hết nha cả nhà. Tuyệt vời quá cả nhà ơi.